ra nhận hàng nha. Hai đứa ra lấy đồ cho mẹ nha. Dạ vâng ạ. Quỳnh ơi, ra bê hàng cùng anh. Vâng. Sao mà nặng thế không biết. Quỳnh ơi, ra giúp anh một tay, nặng quá. Nhưng mà nay tay em đau lắm anh trai à. Ơ kìa. Hay da. À, đúng rồi. Anh trai, em thương anh lắm, em mới giúp đấy nha. Nào, bê lên. Em làm cái gì vậy? Sao lại thả? Đâu có, em bị đau tay mà. Ôi, nặng quá đi mất. Hàng đây à con. Mẹ cảm ơn nha. Sao lại thế này? Vỡ hết rồi. Ôi mẹ ơi, con với anh Hiệp đang bê, tự nhiên anh ấy bỏ tay ra, làm vỡ tan tành, xui ghê. Hiệp ơi là Hiệp. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đã, không phải như em nói đâu mẹ. Mẹ nghe con giải thích đi. Vào cỏ nhà vệ sinh nghe cho mẹ. Mẹ. Ui, hàng của tôi, con với chẳng cái. Kinh quá đi. Hồi quá đi mất. Leo 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 leo. Em còn chơi anh hả? Anh Hiệp, đỡ lấy này. Quỳnh, mẹ bảo không được chơi bóng trong sân cơ mà. Em thích chơi đấy. Con gái còn lứa tính như đàn ông ấy. Vâng ạ. Con với chẳng cái, nghịch đến thế là cùng. Mẹ ơi, con bị oan. Ây, ây, ây. Ông, ông. Ô, ô, đau. Leo leo, cái đồ phải chịu phạt. La 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 la. Ồ, trông ngon thế nhỉ. Ăn một quả chắc không sao đâu nhỉ. Ngọt quá, ngon quá, sáng ngon luôn. Làm quả nữa. Ngon quá. Ngon quá đi mất. Hello em gái. Đang làm gì thế? Đâu có, anh đi uống nước mà. Tránh ra. Này làm sao thế? Khát qua đi thôi. Ơ, ai ăn xong vứt rác ra đây vậy nhỉ? Hiệp, con đang làm gì thế? Hoa quả mẹ mua để biếu ông bà, sao con lại tự ý ăn vậy? Ờ, không phải con, con không biết gì cả. Con hư quá rồi đấy. Mẹ, không phải con thật mà. May quá, không ai phát hiện ra mình. Hai đứa ơi, mẹ có quà cho các con này. Quà, wow, thích quá đi. Của con này Hiệp. Con xin mẹ ạ. Mẹ, thế của con đâu ạ? Đây, của con đây. Sao lại bé thế này ạ? Quỳnh, con làm cái gì vậy hả? Đưa cho em. Của anh mà. Của em. Mẹ cho anh mà. Của em. Ơ kìa, Quỳnh, Hiệp. Đây là đồ chơi của anh Hiệp. Vì bài kiểm tra của anh được điểm cao. Mẹ không.
không thương con, mẹ chỉ thương anh thôi. Quỳnh kìa, Quỳnh, Quỳnh bực thật đấy. Quỳnh, anh lên đây làm gì? Thôi anh nhường em đấy, em chơi đi. Anh thích quá. Mẹ ơi, em Quỳnh lấy đồ chơi của con. Quỳnh, sao con lại lấy đồ chơi của anh? À, không phải con lấy đâu, là anh nhường con mà mẹ. Mẹ, em ấy lấy đồ của con đây. Anh hiệp điều đó mẹ, mẹ phải tin con. Không cãi nữa, mẹ sẽ phạt con. Không mẹ ơi. À, mẹ chỉ đang dạy cho con một bài học thôi. Hôm qua anh Hiệp đã kể hết tội của con với mẹ rồi. Quỳnh, con cảm thấy thế nào? Con ấm ức ạ. Vậy những lần con trêu anh, con có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Dạ. Anh em phải biết yêu thương đùm bọc nhau. Nếu mà còn như vậy nữa, mẹ sẽ phạt nặng con đấy. Dạ, con biết lỗi rồi ạ. Quỳnh có một người anh trai đặc biệt. Cô bé rất thương anh, luôn quấn quýt chơi đùa cùng vì sợ anh tủi thân. Nhưng mọi chuyện đã khác khi cả hai lớn lên. Năm năm sau. Đúng là lâu rồi không ra ngoài, dễ chịu thật đấy. Úi da, đi đứng kiểu gì đây hả? Hóa ra là chân có vấn đề á. Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào nha. Trời ơi, nhìn kìa, anh trai tàn tật không ở nhà chăm sóc đi, còn đi ra đường làm gì? Tôi không phải đâu, không phải đâu. Các người tránh ra. Về nhà đi. Cao quá. À, Quỳnh, may quá, em đây rồi. Em lấy hộ anh cốc nước với, anh không lấy được. À, anh cảm ơn. Ơ kìa, Quỳnh, em đi đâu đấy? Cái đồ đáng ghét. Ơ kìa, Quỳnh, Quỳnh. Tại sao, tại sao? Cậu ngồi xuống đây, đợi tôi một chút nhé. Ừ, được. Anh Tú, hôm nay bạn em đến chơi, không có việc gì anh đừng có mà ra ngoài nha. Tốt nhất là anh cứ ở trong phòng đi. Nhưng sao em lại... Đơn giản là em thấy xấu hổ thôi. Ơ kìa, Quỳnh. Xong rồi nè. Ơ mà, cậu vừa nói chuyện với ai trong kia à? À, một người họ hàng xa thôi, không có gì đâu. Chúng mình cùng vào bếp thôi. Ừ, làm gà cay phô mai đi, tớ đói meo cả bụng rồi. Con bé làm gì vậy không biết? Ừ? Cậu đã chuẩn bị hết nguyên liệu chưa? Nhìn tớ mà học tập đây này. Vâng, thịt gà thái miếng, dầu điều, hạt tiêu, ớt bột, phô mai, xì dầu, gừng tỏi, tương ớt và đường. Đầu tiên chúng ta sẽ cho gà vào tô. Đó. Tiếp theo mình sẽ cho gừng tỏi vào nhé. Gừng với tỏi sẽ làm cho thịt gà thơm hơn. Sau đó là xì dầu, mình sẽ cho 2 muỗng nha. Không thể thiếu tương ớt. Đó. Thêm một chút ớt bột, một chút hạt tiêu. Cậu khéo tay thật đó. Nêm xong rồi thì mình sẽ đảo đều gia vị lên. Để tôi giúp cậu cho.
Bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp nữa? Mình sẽ đợi 30 phút cho gia vị ngấm đều vào thịt đã. Được rồi, giờ gà đã ngấm đều gia vị rồi. Giờ chúng ta làm thôi. Let's go. Đợi chảo nóng rồi cho thịt gà vào. Sau đó đảo đều. Wow, thơm quá, thơm thật đấy. Cậu đảo đi nhé. Còn một thứ không thể thiếu đó chính là phô mai. Cho phô mai vào đều trên mặt thịt như thế này. Đẩy cung vào rồi đợi chín là xong. Cậu giỏi thật đấy. 5 phút sau. Đã xong, cho ra đĩa nào. Đây chính là món gà cay phô mai. U là trời, quá đỉnh luôn. Quỳnh, cậu làm sao đây? Quỳnh ơi, em có làm sao không? Ôi, anh Tú, anh Tú, anh có làm sao không? Anh Tú ơi. Em có sao không? Em không sao hết. Chân anh sao rồi? Anh không sao. Anh Tú, anh tỉnh lại đi. Anh Tú. Quỳnh này. Dạ bố. Ngày trước con còn nhỏ, nghịch dại làm cháy nguyên căn phòng, là anh còn không ngại nguy hiểm lao vào cổng con ra, rồi bị tấm gỗ đè gãy chân đó. Đôi chân này đẹp lắm con nhỉ. Hóa ra anh Tú bị như này là do cứu con. Anh Tú ơi, anh tỉnh lại đi mà. Anh Tú. Quỳnh. Bố, bố ơi, anh Tú tỉnh rồi này. Con trai, mày quá, con thấy trong người thế nào rồi? Con ổn mà. Vậy thì tốt quá rồi.